Đây là trọn bộ quá trình hàn tích lạnh của con máy đúc ếch 250V. Top Gun series xuất khẩu qua Úc đã về ngập tràn ở trong cái kho của kênh máy hạng quyền. Thì quý khách hàng nào mà tranh thủ đi, mình đang giảm tiếp tục. Mới về mà, hôm nay đóng 10 cái đơn này, quý khách hàng thấy rất rõ trên màn hình đúng không? 10 cái đơn này là những anh khách đã đặt hồi trong tháng 3. Thì hôm nay mình cũng đáp ứng cái tình cảm khách hàng thương mến đó. Mình giảm tiếp 1 triệu, 5 triệu rưỡi giảm 1 triệu cho quý khách hàng ở khắp muôn phương. Tranh thủ đặt hàng xuống dài 8m miên man. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Đây là con máy hàng tích lạnh mà mình thách thức với con gia xích tích 250 VK228 đang nằm kế bên nó luôn. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bên trong mình review chi tiết về cái cách vận hành điều khiển máy này luôn nha quý khách hàng nha. Mọi người đang theo dõi WS250V hàng Top Gun của Úc đã đang về. Thì hôm nay là mình vẫn kéo dài chương trình là 5 triệu rưỡi giảm 1 triệu đồng. Và mình cảm ơn tất cả 10 khách hàng đã chờ đợi và đặt 10 con máy này trong ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần luôn. Và mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi bên trong mình review một con máy xịn hào mà mình đang cầm trên tay để mình hàn hai cái miếng inox mỏng lét 5 gem như thế này. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên trong mình review nó nha. Và chương trình khuyến mãi chỉ giảm 1 triệu đồng này kéo dài đến 20 tháng 4 là thôi đó. Dạ, kính chào tất cả quý hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng quyền chiều thứ bảy rực rỡ lòng em nha quý hàng nha. Mình biết rằng quý hàng có rất là nhiều kênh YouTube để chọn lựa, nhưng quý hàng có thể lựa kênh máy hàng quyền để đăng ký kênh để nhận được những cái máy hàng mà mình sẽ cung cấp rất là chất lượng, từ máy nhỏ dùng gia đình như là 200B rồi ha. Thì hôm nay khách cũng đặt được là các 60cm là hai chú nè, anh em đang test để chuẩn bị là đóng đơn cho kịp. Và đây là cũng một anh em từ đang chuyển bên trong ra một vài đơn mà tối qua cũng không có, đã người ta không có đặt hàng trên kênh mình mà một cách gọi là kinh hoàng mà kinh điển dữ dội đâu cái này. Ngày đặt cũng được một hai cái máy thôi, tức là kinh tế suy trầm mà. Thì hôm nay là mình cũng cảm ơn rất với hai anh khách hàng đã đặt 60cm cũng như một số quý khách hàng đã đặt máy sale ngày hôm qua. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, mình cũng đầu vô video mình cũng sẽ chúc quý khách hàng ở khắp muôn phương có một ngày thật đẹp và thật an bình. Ở trong kia thì có một con Top Gun 215E cũng sẽ được lên đường. Đó là 215E Top Gun. Thì hôm nay thứ bảy, ngày 6 tây tháng 4 năm 2024. Mình rất là vui mừng khi mà sáng nay là làm tờ khai hải quan từ ngày thứ sáu, thì sáng nay vừa đóng thuế xong xuôi, chiều thứ sáu chuyển vô tài khoản của kho bạc ngân sách của thằng chi cục tăng cái gì ngoài hải quan á, là sáng nay lại về một cái lô máy Rex và huyền thoại W250V có 3 tính năng. Tính năng hàng tích thường nè, chức năng hàng tích lạnh nè, chức năng hàng que, và có một chức năng hàng điểm nữa, là tổng cộng có 4 tính năng. Hay nói một cách nôm na là tích thường, tích lạnh và hàng que. Cái chức năng hàng điểm là phụ thôi ha, hai quý hàng ha. Và mình đã rất là vui mừng và hôm nay mình buộc lòng phải review để báo lại cho tất toàn thể khách hàng ở khắp muôn phương để biết rằng là gì, dòng máy này đã về. Và đây là toàn bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái máy hàng này là 10 khách hàng đã đặt trước hồi tháng cuối tháng 3 để chờ cái lô này về tháng 4 để chốt được cái giá là 4 triệu rưỡi. Tại vì mình đã nói rồi, khi mà mình về lại lô này thì giá nó sẽ là lên lại là 5 triệu mấy lần. Thì hôm nay là mình cảm ơn 10 anh khách này đã rất là chờ đợi, đã đặt cọc trước, mỗi người đặt cọc 300-500 để chờ được là ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Đây là toàn bộ lô máy mình đã về và mình định đóng đơn trong ngay bây giờ để trả hàng cho những quý khách hàng đã đặt cọc trước. Đó, cho nên chứ mình không lên đây mình nổ rực rỡ lòng em như mấy cái kênh khác là nó nói là gì, đặt hàng dữ dội. Thực ra này mình đặt rải rác từ hồi trong tháng 3 khi mà nó hết hàng đó quý khách hàng, nhớ không, là tới bây giờ mới về tới đó. Thì đây là 10 đơn hàng ngày hôm nay. Tại vì có một lần mình lên cái video về con máy tích 250BC nè quý khách hàng, tích lạnh nè. Nó máy này thì nó của hãng Tenja. Thì nó hơn cái con Top Gun của xuất khẩu qua thị trường Úc một cái điểm duy nhất là gì, nó có nè ha. Tích thường, tích xung. Đây là cái hơn nè, tích xung là hơn nè.
Rồi tới chỗ tích lạnh là giống nè, hàng que là giống nè, và tích điểm cũng là giống. Thì máy này mình cũng rất là buồn để thông báo rằng sẽ trở về giá 5.200.000 như cũ. Trong cái video trước mình sẽ bỏ đường link để cho mọi người làm chứng, là vì mình nói là gì, mình quyết định hạ 500.000 cho con máy tích 250DC này vì con máy Top Gun đã hết hàng và sẽ kéo dài chương trình cho đến khi nào con Top Gun quay về. Thì hôm nay rất là vui mừng là Top Gun WS250V đã quay về đầy đủ ở trên kênh máy hàng Quyền, rất là đủ số lượng để cung cấp khắp thị trường của Việt Nam mình. Đó, thì trong cái gì cũng vậy, có vui thì có sẽ có buồn. Vui là máy WS250V đã về, buồn là gì, tích 250BC Tenja kết thúc chương trình giảm giá 500.000 đã trở về là giá 5.200.000. Thì đây là mình phải chia tay nó, và mọi người sẽ thấy sự tuyệt vời của em nó khi mà phải trở về giá 5.200.000, trong khi là thằng kia thì sẽ là tiếp tục, mình vừa về thì mình sẽ duy trì cho quý khách hàng nào đặt hàng kéo dài từ ngày hôm nay cho đến ngày 20 tháng 4 này, mình sẽ tiếp tục giữ giá là 4.500.000, tức là mình giảm 1.000.000 đồng. Từ 5.500.000 mình quyết định giảm 1.000.000 đồng để cho mọi người sở hữu được con máy Top Gun đến từ Australia, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha mấy bạn, bảo hành 3 năm và đổi mới trong vòng 1 năm đầu tiên nếu trục trặc do lỗi nhà máy sản xuất. Thì chia tay với chú máy 5.200.000 này lý do sao? Chức năng đầu tiên của nó là tích thường thì chúng ta đã biết rồi, dễ rồi. Tích xung thì ai mình sẽ nói cho mọi người biết sao. Bây giờ mình vô tích lạnh, tích lạnh chỉ cần nhẹ nhàng trên tay và chúng ta sẽ cầm hàng này. Mọi người sẽ chú ý là hai miếng này là mình sẽ chưa có hàng, mình mới bon trước một điểm để cho dễ quay phim thôi, nó khỏi mất thời gian. Thì bây giờ mình cầm trên tay và mình sẽ hàng liền cho tất cả mọi người coi sự tuyệt vời của con máy 250BC này. Mình đang để qua chức năng cool tích và mình sẽ nhẹ nhàng hàng cho tất cả mọi người coi. Vô này nha, vô. Đó, rất là rực rỡ luôn em, quý thấy không? Vô mình hàng tập trung chỗ đó là nó giật bên này. Đó, mình sẽ bon khóa đầu bên này lại. Mời mọi người theo dõi, vô. Rất rực rỡ luôn em, bon khóa lại. Rồi, bây giờ nó đã dính lại đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đây là chức năng tích lạnh của Tenja 250BC xịn hàng. Đó, quý hàng thấy không? Bon có dài 3 điểm là nó đường nó rực rỡ lòng em như thế này. Đó, mình chia tay nó nha quý hàng. Nó trở về giá 5.200.000, lý do nó có chức năng sung. Sung là để trang trí cổ bô thôi. Đó, thì bây giờ biểu diễn cái chia tay thằng em này cái đã. Mọi người muốn thêm có chức năng trang trí cổ bô thì nên đầu tư con máy này. Còn nếu không cần trang trí cổ bô mà trang trí cổ bô bằng tích lạnh thôi, không cần sung, thì có thể là sử dụng con máy này, sử dụng con máy kia, máy WS250V. Thì bây giờ mình sẽ nhắc lại cái sự tuyệt vời của cái trạng thái trang trí cổ bô cho quý khách hàng coi nha. Đây là mình sẽ chỉnh dòng chính là 170A và dòng nền mình sẽ chỉnh xuống là 130A. Tần số xung mình sẽ chỉnh lên là 10Hz. Power frequency 10Hz. Rồi độ rộng xung mình sẽ chỉnh là 30%. Rồi mình chia tay cái chức năng mà mắc hơn 500.000 cũng so với cái máy trước đây là mình giảm từ 5.200.000 mình giảm 500. Còn con máy kia là 5.500.000 tại vì nó series của Úc. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục là kết thúc chương trình khuyến mãi này, vẫn trở về 5.200.000 và quay trở lại con máy kia sẽ là kéo dài giảm 1.000.000 đồng cho đến hết ngày 20 tháng 4. Vô. Đây là chức năng trang trí cổ bô mà buộc lòng em máy nó có cái giá hơi cao. Ở thằng thấy không? Trang trí ra cái đường đẹp long lanh không? Vàng xanh rực rỡ lòng em. Vô. Thấy không? Đó, mọi người theo dõi sát cái camera sẽ thấy cái sự tuyệt vời của chức năng xung này. Mọi người thấy không? Đó. Nó sẽ tạo ra vàng xanh tím đỏ rực rỡ lòng em. Vô. Các bạn thấy không? Đó là cái tuyệt vời của thằng súng. Mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Vô. Đó. Chia tay nha. Mình phải chia tay cái thằng súng này nha quý khách hàng nha. Bởi vì trở về 5.200.000 mấy ngày nay là mình giảm 500.000 để cho quý khách hàng nào khắp muôn phương để đặt cái dòng máy này. Đó, mình đã thay đổi màu sắc rực rỡ lòng em đối với máy này nhờ tính năng súng. Rồi chúng ta quay trở lại nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay đi quý khách hàng. 10 con máy này thì quý khách hàng cũng sẽ
sẽ mình sẽ đóng đó đơn để đi giao liền ngay trong chiều nay thôi chứ không có gì đâu. Thì dòng máy này sẽ vô liền để tránh mất thời gian dòng dài của khách hàng với cái giá 5,5 triệu, nhưng mà mình sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình mà gọi là giảm 1 triệu đó. Nó là 5,5 triệu do nó là Titan Series. Nó là máy xuất khẩu qua thị trường của Úc do cái hãng Top Gun bên Úc. Mọi người có thể tra con máy này, nó là thiết kế bên Úc. Và một con máy đóng gói đầy đủ, nó sẽ bao gồm một phụ kiện như thế này. Và mình sẽ tiếp tục giảm giá cho khách hàng là 1 triệu đồng kéo dài đến ngày 20 tháng 4 năm 2024 này. Thì bên trong các đóng gói của nó em nói như thế này, rất là chắc chắn. Đó, mình đã khui ra này, khách hàng thấy không? Một cái bộ đuốc hàng tích dài 8 mét miên man. Mà lần này nó có cái ưu điểm nữa, mình đã kiểm tra rồi nè, khách hàng thấy này. Nó cho mình một cái mỏ gọi là mỏ dẻo W17F này, rất là xịn hào. Đó, cái này quý khách hàng có thể bẻ trong góc kẹt để mình xài được. W17F, F là flexible. Nè, bẻ lên, bẻ xuống, bẻ kiểu nào cũng được. Trong góc, trong kẹt là quý khách hàng có thể bẻ khắp muôn phương, bẻ tùm lum luôn. Đó, tất cả các chiều, dài 8 mét miên mày, háo ràng ha. Đây, một cái đuốc. Rồi sau đó bên trong nó sẽ cho một cái ống dẫn khí 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát cáp 100% bằng dây đồng, xịn hào như thế này. Rồi, và em máy của nó đang nằm đây. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng lấy em nó ra và chúng ta test một cái thôi để quý khách hàng thấy sự chất lượng của nó. Tại sao mà khách hàng đặt nhiều như vậy? Thấy khách hàng ha, quá rực rỡ lòng em. Đây, bỏ nó ra đây. Thì cũng giống như những cái thằng chính con kia nó đang nằm ở ngoài đó, mình đã test hết trơn rồi. Đó, con máy này là con máy cuối cùng mình lấy ra mình làm video. Còn những con máy này mình test rồi, mình lấy cho nó có hình nền để chút xíu mình đóng đơn. Test xong con này, khoe với khách hàng, hàng về mở chương trình giảm 1 triệu đồng xong sẽ đóng đơn liền. Rồi thì máy này nó có những cái tính năng gì mà tại sao nó dữ dằn vậy? Nè, 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát miên man, cáp 100% dây đồng. Nếu không phải dây đồng mình lộn đầu dưới đất mình đi, mình tự thiêu luôn nha khách hàng nha. Rồi, xịn hào ha. Rồi, mình sẽ gắn cái đuốc nó vô ha khách hàng ha. Gắn đuốc nó vô nè, đuốc 8 mét miên man của nó vô. Rồi, mình sẽ làm review rồi từ đầu tới đích cho mọi người coi. Rồi, đuốc thì lúc nào phải gắn bên dấu trừ, gắn vô. Đây là đuốc hàng tích dài 8 mét miên man, rất là xịn hào. Nãy giờ mình đã lướt qua mất hết 10 phút của khách hàng rồi, nhưng mà cái cách của mình làm video lúc nào nó bị dài, em mong mọi người thông cảm. Rồi, cái kẹp mát của chúng ta sẽ đang cũng sẽ gắn vô dấu, cái này không gắn vô dấu cộng nha mấy bạn. Đây, nó có dấu cộng của nó này, hoặc nó có ký hiệu luôn nè. Đó, kẹp mát gắn vô dấu cộng. Rồi, kìm hàng que chúng ta sẽ gắn vô dấu trừ luôn, để sẵn về luôn đi, để mà mình làm cho video nó đỡ dài. Rồi, kẹp mát thì mình đã gắn vô dấu cộng rồi. Đây. Rồi, kìm hàng que mình đã gắn vô dấu trừ rồi. Đó, mọi người cũng thấy rất là rõ ràng hết trơn nè. Kìm hàng que mình đã kẹp dính đây đi. Đó. Rồi, mọi người thấy ha. Kẹp vô. Mọi người que này nó nhỏ, không có kẹp vô cộng cáp lớn được. Rồi, tại vì nó kẹp đũa 4 ly thôi, cộng cáp này nó mười mấy ly sao kẹp. Rồi, đây là súng hàng tích của em đó, bẻ qua bẻ lại. Rồi, mình đi cắm điện liền và mình đi kết nối khí. Giá 5,5 triệu, súng 8 mét, kìm hàng 3 mét, kẹp mát 3 mét. Tặng thêm cho quý khách hàng một cái bao tay da để hàng, 6 bộ kẹp kim hàng, tức là 6 bộ collet body, 6 cây kim hàng, 6 cây sứ hàng, một cái lông bách kép, một cái medium kép. Cái medium kép là cái ngắn và cái short kép. Tổng cộng là 6 bộ như thế này. Một cái đồng hồ ạc gông rất là xịn hào 191 như thế này. Thì với cái giá trị như vậy thì quý khách hàng đã thấy nó quá quá xịn rồi đúng không? Đây. Đó, toàn bộ đồ của nó. Với một cái máy chất lượng cao và giá bán thì rất là rẻ và cho đồ rất là xịn hào như thế này. Thì quý khách hàng nghĩ sao? Đúng không? Khi mà mình so sánh với một con máy cũng ngang tầm, nó bắt chước nè. Đây, con máy này là bắt chước, học cái công nghệ. Thằng này là Trung Quốc thì nó sẽ học công nghệ của Úc. Thì cái cách chỉnh của hai thằng đều y chang nhau. Bây giờ mình sẽ mở ra. Thì như vậy, con máy này trên thị trường đang bán 7,3 triệu. Con máy này mình đang bán có 5,5 triệu thôi. Quý thằng thấy không? Có 5,5 triệu đồng bạc thôi. Và cái cách chỉnh y chang nhau, mọi người thấy nè. Chứ mà thị trường á, thì có chỗ thì bán 7,3 triệu, chỗ 6,7 triệu. Thì tại sao mình đi mua một con máy mắc tiền mà đồng hồ cho đồng hồ nhôm, súng thì có 4 mét thôi. Đó, chức năng tích nè, thì nó giống bên này. Mình sẽ bật qua tích, chúng ta cùng nhau so sánh. Tích thì chỉnh cái dòng hàng này lên maximum 250, cách chỉnh nè lên 250 y chang ha. Rồi qua chức năng tích lạnh nè, cái bên này mình cũng bật qua tích lạnh nè, rồi mình cũng chỉnh lên 250. Đây, tích lạnh là 250.
đây cũng lên 250. Núm bên này mình chỉnh khí ra sao nè, mình chỉnh lên 2 giây thì bên này cũng chỉnh 2 giây. Ví dụ giống nhau 2 giây mốt thì chàng. Rồi, bên này là thời gian hàng mình chỉnh là 30-40 mili giây thì bên này mình cũng chỉnh y chang là 40 mili giây, cách chỉnh y chang, ông này ông học ông này mà. Rồi 40 mili giây y chang. Rồi đây là thời gian chớp nháy, rồi ví dụ mình cho nó lên 2-3 giây đi. Rồi bên này mình cũng cho là 3 giây đi. Rồi giống nhau y chang. Rồi ưu điểm của máy này là gì? Từ 5,5 triệu còn giảm 1 triệu và đồng thời có thêm một cái chức năng hàng que nữa mà này không có. Con này chỉ có Coolantic là giống của mình thôi. Và tích thường là giống mình thôi, nhưng mà que không có. Nè, que nè, que này là hàng 3 ly 2 tối ngày sáng đêm. Que này là Coolantic nè, Coolantic nè. Tích thường nè, đó y chang. Nhưng mà em này có thêm hàng que và dòng hàng chất lượng mình đã đo rồi trong cái video trước, mọi người đã thấy rồi ha. Thì hôm nay với cái mình thông báo là gì? Máy đã về, chức năng rất là xịn hào và không còn nói chi nhiều nữa. Bây giờ video nó dài thì mình vô mình test liền, cái mình sẽ tranh thủ để đóng 10 con máy này để đi giao ngay trong tối này ha các bạn. Quá rực rỡ lòng em luôn. Đầu tiên mình thấy thử chức năng hàng tích thường. Rồi tích thường thì mình sẽ gắn một cái bộ kim hàng này vô. Nó đồng hồ hoặc gông rồi mọi thứ mình đã gắn sẵn đây các bạn. Mình cho đồng hồ cái này thì mình đã gắn sẵn y chang vậy rồi. Thì bây giờ mình đang thử 250C nãy nè. Đó, mình lấy dây mình cắm cái đường hạt gông vô trong này, đơn giản thôi. Xong rồi đó. Đó mình mới thử 250BC Tenya, cái mình đem qua mình cắm vô đó liền. Đó là cái đường khí. Rồi mình sẽ lấy một cái bộ kim hàng. Đây mình lấy, mình làm chuẩn bị sẵn đây, mình lấy một cái bộ kim và cái cách lắp cũng y vậy. Rồi mình dặn một cái collet body này vô, cái này thả cái collet vô trong. Đây collet nó đang kẹp cái kim nè. Rồi, thả nó vô nhẹ nhàng, lôi nó ra xa xa chút, dặn cái sứ này vô. Đây là cái cách lắp kim. Rồi đây là cái cách lắp kim. Đó toàn bộ quy trình lắp kim. Nếu mình hàng trên mặt phẳng thì khách hàng sẽ chỉnh cái kim nó lú ra tầm cỡ vậy thôi nè, 2-3 ly vậy thôi. Rồi đây mình sẽ siết cái kim này cho chặt vô để chúng ta bắt đầu tiến hành hàng tích liền. Không có gì khó khăn đâu, đang siết chặt cái kim này lại. Rồi xong, kim đã lú ra đúng chuẩn rồi. Test nè, bắt đầu mình sẽ chỉnh khí ra sao. Hồi nãy mình cũng đã chỉnh rồi, thực sự là mình đã chỉnh rồi. Mình chỉnh là 2,5 giây. Rồi bây giờ tích thường là gì? Mình sẽ chỉnh dòng hàng. Tích thường có nghĩa là mình bóp cò nó sẽ có hồ quang, buông cò nó không có hồ quang. Mình sẽ lúc nào mình cũng làm ở trên màn hình vậy nè, mình không có cần phải là lên cái bàn gì đâu. Nè mọi người coi, chút xíu tích lạnh thì có thể lên bàn, còn cái này tích thường này khỏi luôn đi. Tích lạnh là nó chi tiết, nó nhuyễn. Rồi mình sẽ tận dụng cái này. Rồi mình để ở đây và mình sẽ hàng tích thường cho tất cả mọi người coi liền. Nè, cho hai miếng này nó sát lại nha. Nè mọi người thấy nè ha, mọi người coi nè, em nó sẽ dính lại liền đó, các hàng thấy không? Một điểm đó là tích thường, hàng là có hồ, là hồ quang, buông ra là ngắt. Hàng tiếp nè, vô dính liền, các hàng thấy không? Rồi tích thường nè, tích thường đó, đây là tích thường đó. thường. Mình làm video không có gian dối mập mờ, các hàng mình cầm trên tay mình làm vậy để cho mọi người thấy rõ. Mình bẻ này ra, mình cầm tay nè, mình hàng nè, tích thường là vậy nè, đang tích thường nè, thấy không? Bóp cò mình chỉnh lớn dòng chút xíu đi cho nó mau chảy nè, mọi người coi nè, bóp nè, vô đây là chức năng hàng tích thường nè, quý hàng theo dõi mình kiểm soát bằng tính ngón tay của mình, còn tích lạnh là nó máy nó sẽ kiểm soát. Đây chức năng đầu tiên rất là rực rỡ luôn em, để mình hàng inox và mình sẽ luôn kẹp trên tay mình làm nè, các bạn thấy không? Rồi xong, đó là chức năng hàng tích thường. Xong, cái ưu điểm của nó là tích thường ha. Đây, rồi bây giờ mình sẽ qua tích lạnh và mình sẽ làm cái đồ siêu mỏng cho các bạn coi. Qua chức năng Coolantic. Coolantic thì bây đây mình đang có hai cái miếng này là 5 gem. Hai cái la này mình mua cái inox dụng ở ngoài tiệm bán inox á, và mình sẽ cái này nó mỏng quá cho nên mình nè, nó mỏng như lá lúa nè, các bạn thấy không? Đó, thì mình sẽ hàng kiểu khác. Mình sẽ nhờ tích lạnh mình sẽ giải quyết. Ví dụ mình sẽ nói hai này lại cho mọi người coi nha. Rồi mình sẽ kẹp vô đây. Cái này nó hơi mỏng thì mình sẽ chỉnh kiểu vậy. Mình nhờ chức năng tích lạnh mình sẽ làm liền cho tất cả các hàng coi. Rồi đây mọi người coi nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh dòng maximum lên luôn đi. Thôi mình cho nó dòng là 200 ampere. Đây là cách chỉnh luôn ha, 200. Rồi mình chỉnh cái thời gian hàng này. Đầu tiên nếu mà chúng ta không biết cách chỉnh thì mình cứ để đại 6,5 mili giây coi nó dính không. À, mình thử đó nè ha, mình thử đi. Đây mình sẽ kẹp vô đây. Rồi mình thử luôn, mình cầm trên tay mình thử cho quý hàng coi luôn.
không có nào mà làm tích lạnh mà lì như mình vậy đó. Mình ghép hai miếng inox mỏng như lá lúa nè. Mấy thằng chú ý này nha, coi nó ăn không nha. Đồ này mỏng lét à, không ăn đó. Sắp ăn, ừ, ăn luôn rồi nè. 7,5 mili dây hàng đồ mỏng lét ăn luôn rồi đó. Đó là cái mẹo chỉnh thôi mấy thằng. Rồi từ đây mình sẽ làm một đường cho mọi người coi, đơn giản thôi. Mình sẽ khóa đầu dưới nè, rồi nó ăn rồi thì bây giờ mình sẽ dựng cái súng này lên với cái súng mỏ cong này, thì chúng ta sẽ khóa thêm một điểm dưới này nữa. Mấy thằng chú ý nè, đây nó ăn rồi, ăn rồi thì mình làm tiếp đúng dòng hàng rồi, ăn luôn rồi nè. Mấy thằng coi nè, ăn luôn rồi, đây đồ mỏng đây, ăn luôn rồi, đây cầm tay à, ăn luôn rồi nè, ăn luôn rồi đó nè. Mấy thằng thấy không nè, ăn luôn rồi, rồi nè, ăn luôn rồi. Đây thì toàn bộ đây là đồ mỏng lét của mấy em thôi, mình đã cầm trên tay mà mình vẫn làm được, để quý thằng thấy sự tuyệt vời của nó. Đây mình làm thêm nè, rồi mình làm một đoạn cho tất cả mọi người coi ở đoạn này nha. Bởi vậy là mọi người có thể hàng nữ trang được luôn bằng cái máy này. Mọi người thấy mình đang bắt đầu hàng đàng hoàng nghiêm chỉnh của một cái miếng, nối hai cái miếng nằm dèm lại nè, mọi người thấy kỹ không? Đây là sự rất là tuyệt vời của con đúc X250V nè. Cái thằng thấy không? Đó. Quan trọng là bây giờ lấy đồ dày ra thì nói làm gì? Quan trọng là mình cầm trên tay và mình dám hàng đồ mỏng vậy để cho mọi người thấy. Không, thấy nó rực rỡ lòng em không? Cái thằng thấy tuyệt vời không? Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người làm tiếp một đoạn nữa thôi, sự tuyệt vời của con top gun nè. Này chỉ cần giữ tay là nó ăn. Cái thằng coi nè. Ăn liền thấy không? Bòn cái là ăn. Đây, đây là cái cách hàng đồ siêu mỏng. Bòn cái ăn liền đó. Bòn cái nó ăn liền đó. Thì toàn bộ đồ mỏng thì chúng ta sẽ làm như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ làm như vậy là quý thằng đã thấy sự dễ dàng của một con máy tích lạnh của mình rồi đúng không? Hàng đồ mỏng 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 mấy gem là nó chơi được này không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng inox hơi hơi dày hơn và mình làm một đường một ly để cho tất cả quý thằng coi. Một ly duy nhất đây. Rồi chúng ta sẽ chỉnh máy lên 250A và chúng ta chỉnh thời gian hàng là 30 mili giây. Rồi, thời gian nghỉ chúng ta cho nó lên là 2,3 giây đi là nó sẽ trở thành hàng điểm, và bây giờ mình sẽ tiến hành hàng một đường thật là dài, thật là đẹp long lanh, này mình sẽ khép video lại cho tất cả quý thằng coi. Rồi. Lì lắm, mình lì lắm. Rồi cái súng này thì giờ mình cũng sẽ bẻ lại thẳng thớm lại chứ không có để cong cong vậy nữa. Ở cái tư thế này thì mình không cần bẻ cái súng cong cong đâu. À, bẻ cái súng thẳng thẳng đâu, mình cho nó thẳng cong lại bình thường đi. Đó, bẻ cho nó cong lại bình thường và mình sẽ tiến hành hàng liền. Mời tất cả mọi người theo dõi, mình sẽ ghép cái miếng inox này lại nha. Đây là miếng ly nè, đang hở và chúng ta trùng ngang một cái thằng coi này nha. Rồi em nó sẽ dính một điểm rất đẹp, cái thằng thấy không? 30 mili giây là vừa. Rồi tiếp tục. Rất đẹp. Đó. Tất cả mình đã bon hết rồi đó, quý thằng thấy rất kỹ ha. Đó, nó đã tạm dính rồi, mình sẽ bắt đầu tiến hành hàng cho tất cả quý thằng coi. Đây. Với cái súng 8m xịn hào này thì mình sẽ làm rất là nhiều thứ. Đây, mình tiến hành hàng liền, mời tất cả mọi người theo dõi. Mình phải bon điểm dưới này nữa nè. Này mọi người chú ý nè ha. Mình bon nè. Khóa lại, đây. Khóa lại, quý thằng khóa càng nhiều càng tốt. Khóa lại. Khóa lại. Đối với mình hàng đồ mỏng thì cái hàng khóa càng nhiều càng tốt. Khóa lại. 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 Rồi, bây giờ mình sẽ làm ở trạng thái hàng điểm cho mọi người coi nha. Rồi sau đó mình sẽ cho vô chức năng hàng tích lạnh là nó tự chớp nha. Bây giờ mình sẽ làm một đoạn điểm từ điểm này cho đến điểm này trên con máy đúc X250V này. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Vô nè. Mọi người cứ thấy mình nhẹ nhàng tới đây. Thì nó sẽ trắng long lanh chiều nội trú luôn cái này. Mọi người coi kỹ camera, đứa em mình nó đang zoom rất là kỹ. Thì mọi người cứ để khoảng cách cây súng giống như mình đang làm này. Thì chắc chắn sẽ hàng inox nó sẽ dính rất là dễ dàng. Mình làm không có cái gì mà gọi là giấu giếm mà gian dối mập mờ vậy đây. Mọi người cứ thấy khoảng cách cây kim để gần như gần đụng vô cái miếng inox này thì chúng ta sẽ cứ điều phối hồ quang mình đi về thôi. Đây, đây, đây. Đây là chức năng hàng tích điểm của con máy X250V này.
Đó, mọi người sẽ thấy đường hàng của nó nè, trắng long lanh chiều nội trú nè, quý thầy thấy không? Dùm kỹ. Đó. Đó, xong. Bây giờ mọi người muốn cho nó chớp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó chớp. Đó, muốn đó là mình làm điểm đúng không? Bây giờ mình quý thầy muốn cho nó nhanh hơn thì mình sẽ cho nó chớp bạch luôn. Đây mọi người coi, mình cho nó chớp nè. Bây giờ chớp thì mình sẽ thời gian hàng nãy là mình để là 30 giây, quý thầy nhớ rồi đó. Bây giờ mình cho nó nghỉ là 1 giây. Hoặc là 0.7 giây luôn đi, 0.7. Tức là hàng một điểm là 30 giây, nghỉ 0.7 giây. Và mời tất cả mọi người theo dõi mình sẽ tiến hành hàng. Đây, mọi người sẽ chú ý mình hàng này nha. Rất là rực rỡ luôn em nào, quý thầy coi nữa. Cò lần này mình giữ một lần thôi nha. Mọi người chú ý này nha. Mình giữ tay một lần nè, vô. Thấy kỹ mình đang hàng không? Hồi nãy mình hàng cái miếng kia nó mỏng trên tay nó rung, cho nên là thỉnh thoảng nó đường nó không có được đẹp đó. Thì review cái gì nó thực tế một chút. Còn chúng ta làm một cái sản phẩm để đi kiếm tiền thì chúng ta phải có cái bàn hàng, chúng ta phải ngồi đàng hoàng. Còn như mình đây là mình đang bò, mình vẫn làm được. Các bạn thấy không đó, đây là em nó sẽ chết như thế này đó. Là mình chỉ giữ còn một lần và nó hàng 30 mili giây, nó sẽ nghỉ 0.7 giây rồi nó sẽ tiếp tục hoàn thiện cái quá trình đường hàng này. Nếu mà mọi người muốn cho nó nhanh thì mình sẽ cho thời gian nghỉ nó ngắn lại thì cái đường hàng nó sẽ chớp nhanh hơn. Vậy đó, đây là WS250V của Top Gun. Mình đang thách thức với con máy mà tích 250S của Gia Xích luôn, đang nằm kế bên máy mình luôn, thách thức với nó luôn, nó bắt chước con máy này mà. Thực ra mình con 250BC tên da của mình nó quá xịn hào rồi. Nhưng mà do nhiều khách hàng cứ thích cái loại mà chỉnh 444 cái núm giống vậy nè, mình mới đem về con này thôi. Chứ cái tên da của mình nó là dữ dằn rồi. Đây là đường hàng mình vừa thực hiện xong, không gian dối mập mờ. Rồi mình sẽ lật lại bên này và mình sẽ chỉnh thời gian nó ngắn nữa để mọi người thấy nó chớp nhanh nha. Để đây mình hàng từ đây tới đây. Rồi mình sẽ khép video lại. Bây giờ mình sẽ cho nó nghỉ là 0.4 giây. Nguyên tắc nó nghỉ càng ngắn thì cái thời gian ngâm mình vẫn đang giữ nguyên 30 thì có lẽ là nó sẽ bị vàng mối hàng, nhưng mà mình vẫn để cho khách hàng thấy. Nếu mà muốn mối hàng nó trắng thì mình phải giảm ngâm xuống 25 mili giây thôi. Còn bây giờ mình vẫn để 30 thì cái thời gian ngâm nó sẽ bị nhiều. Bởi vì thời gian nghỉ mình ít quá, khách hàng hình dung mình nói không? Thời gian nghỉ chúng ta ít quá mà thời gian ngâm nhiều thì nó sẽ bị vàng mối hàng. Thì đây là đường hàng mình vừa hàng xong nè. Khách hàng thấy đẹp long lanh không? Đó. Đó, rồi bây giờ mình sẽ làm một đoạn từ đây tới đây. Ở cái thời gian ngâm là 30 và thời gian nghỉ là 0.4 giây. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi nha. Rồi mình sẽ kéo lần này nó đi nhanh lắm nha các bạn nha. Vô. Đó, các bạn thấy nó bắt đầu nó nhanh lên rồi thấy không? Khi mà nó nhanh thì mối hàng chắc chắn nó sẽ bị vàng nha các bạn nha. Nếu mà muốn không vàng thì mình phải giảm cái thời gian ngâm lại. Bởi vì nó đang chớp nhanh má mà. Hàng rồi nghỉ có 0.4 giây à. Đó là thấy không? Muốn cái đường hàng nó nhanh thì chúng ta phải làm giảm cái thời gian nghỉ lại thì nó sẽ chớp nhanh như vậy đó. Đó, quý thầy thấy không? Mình đã hàng xong rồi đó. Rất đơn giản và nối liền cái miếng inox lại thẳng băng bắt. Hồi nãy mình có nói với hàng rồi đó, nếu mình không giảm cái thời gian ngâm thì nó sẽ hơi bị vàng, hơi bị ố một chút thôi, cái đường hàng thôi. Nó vậy thôi, cách nó vận hành rất là đơn giản. Rồi, hôm nay là mình thông báo vậy nè, máy là về rực rỡ lòng em và cảm ơn 10 khách hàng đã đặt trước 10 con máy này. Quá đẹp đi. Thì hôm nay mình đóng đơn 10 con này và mình sẽ thông báo với tất cả quý khách hàng kéo dài đến ngày 20 tháng 4, mình lại giảm tiếp 1 triệu, từ 5 triệu rưỡi vẫn giảm 1 triệu nha. Súng 8 mét miên man. Và mình đã thực hiện hàng là một ly rất là miên man, mối hàng trắng mun mút nằm tại chỗ này, không gian dối mập mờ tại chỗ này. Rồi hàng máy dêm cũng đã hàng rồi, hàng máy dêm mỏng cũng đã hàng, hàng đồ mỏng máy dêm mình cũng đã hàng luôn. Thấy cái này ha. Đó rồi, xin phép dừng video tại đây nha, để mình đi đóng 10 con máy này đi gửi cho trả nợ tình xa tháng 3.
Còn ai mà muốn mua trong tháng 4 thì sẽ được giảm 1 triệu tới ngày 20 tháng 4 nha quý thầy nha. Cảm ơn quý thầy rất là nhiều.